Việt Nam gục ngã trước đội bóng hạng 36 thế giới ở trận gia quân giải châu Á. Sau xét thắng nghẹt thở 35-33 trước Úc ở hiệp 3, đội tuyển bóng truyền Nam Việt Nam tiếp tục chiến đấu ở hiệp 4 nhưng không thành công và nhận về thất bại chung cuộc với tỷ số 1-3. Hiệp 1, Việt Nam thua 23-25 Úc. Với lợi thế về chiều cao, đội tuyển Úc đã liên tiếp áp đảo Việt Nam ngay từ lúc nhập cuộc với những pha tấn công đầy uy lực và hàng chắn vững chắc. Tuy nhiên, Việt Nam đã lấy lại tinh thần sau đó dẫn ngược chín. 6 trong sự ngỡ ngàng của huấn luyện viên đối thủ. Cuộc dàn co kịch tính kéo dài cho đến những điểm cuối cùng của hiệp đấu, DQTG Úc đã tận dụng lợi thế chiều cao để kết thúc trận đấu với tỷ số 25-23 ngày thở. Hiệp 2, Việt Nam thua 16-25 Úc. Trải qua một hiệp đấu đầy căng thẳng, tuyển bóng truyền Nam Việt Nam đã dần đuối sức ở hiệp 2. Bên cạnh đó, đối thủ cũng đã bắt bài những miếng đánh của Việt Nam và theo chắn rất sát. Ngoại trừ đội trưởng Thanh Thuận với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong nhiều năm thì những tuyển thủ còn lại chưa thể hiện được nhiều. Xét đấu nhanh chóng kết thúc với tỷ số cách biệt 25-16 dành cho đội tuyển Úc. Hiệp 3, Việt Nam thắng 35-33 Úc. Tương tự hai hiệp đấu trước, đội tuyển quốc gia Úc tiếp tục dẫn trước Việt Nam ở đầu hiệp đấu với tỷ số 5-1, thậm chí là 21-17. Nhưng các chàng trai Việt Nam đã lội ngược dòng ngoạn mục để san bằng 23-23, sau đó dẫn ngược 24-23 trận đấu được đẩy lên cao trào ngay tại thời điểm này khi Việt Nam có được match point trong tay. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Trần Đình Tiền tiếp tục bỏ lỡ cơ hội chiến thắng. Mãi đến khi Việt Nam vượt lên dẫn trước một lần nữa 34-33, hiệp đấu mới kết thúc với chiến thắng 35-33 dành cho Việt Nam. Hiệp 4, Việt Nam thua Úc 20-25 Úc. Bài toán thể lực sau những lần giành co tiếp tục làm khó đội tuyển Việt Nam. Mặc dù đã thay 13 phần 14 vận động viên mang theo nhưng chưa thể hóa giải những đòn tấn công như vũ bão của đối thủ. Trung cuộc, Việt Nam nhận về thất bại ngay trận gia quân. Đội tuyển bóng truyền Nam Việt Nam sẽ đánh trận gia quân Challenger Cup châu Á 2023 vào lúc 11 giờ 30 phút trước Úc đội bóng xếp hạng 36 thế giới, đứng thứ 5 châu Á. Khó khăn được xác định sẵn cho đoàn quân của huấn luyện viên Trần Đình Tiền, tuy nhiên dù thắng hay thua thì đội vẫn sẽ được vào vòng 2 vì đối thủ cùng bảng bỏ cuộc.